Chị Lê xin chào tất cả các bạn trở lại với kênh của Chị Lê TV. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách sử dụng rau tuy tô khô. Sau một thời gian khoảng vài tháng mình có nhận tin nhắn của một số YouTuber hỏi là cách sử dụng rau tuy tô khô ra làm sao. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Thì cách sử dụng rau tuy tô khô thì nó có hai cách sử dụng các bạn. Các bạn có thể ngâm tuy tô khô vô trong nước khoảng 1-2 tiếng để cho nó rã ra, nó mềm ra. Xong rồi các bạn sắc nhỏ ra, các bạn bỏ vô đồ ăn mình nấu. Còn cách thứ hai là các bạn xay nhuyễn ra. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách xay nhuyễn rau tuy tô làm sao nha. Thì đây là cái bột rau tuy tô của mình, mình đã phơi khô cách đây khoảng 5 mấy. Bây giờ mình đây này các bạn. Đây rất là khô nha. Và rau này thì nó rất là giòn. Các bạn có thể dùng cách sử dụng là các bạn có thể bóp nát cái nè, các bạn bỏ vô cái đồ ăn các bạn nấu á, à, bỏ vô đây đó. Còn còn các bạn mà không muốn giò nát ra, các bạn ngâm vô nước, các bạn cắt như nè, ngâm vô nước xong rồi các bạn để cho nó mềm ra, xong các bạn sắc ra, thái nhỏ ra rồi các bạn bỏ lên đồ ăn. Rồi bây giờ để mình sử dụng hướng dẫn cho các bạn cách xay nha. Giờ mình sẽ vào gió thổi quá trời luôn, vào cái này gió thổi. Thì các bạn nên nhớ là rau tuy tô đã khô rồi, các bạn bỏ vô cái bao bọc lại chứ không thôi là bụi nó vô đây ăn không được. Thì mình bỏ vô cái bao nè, bây giờ mình sử dụng nó một trăm, bỏ vô đây ha. Hôm nay gió thổi quá trời luôn. Các bạn chuẩn bị cho các bạn một cái máy xay sinh tố nha. Thì cái máy xay sinh tố này nó có nhiều cái option khác nhau, xay nhuyễn hoặc là xay hạng hột lựu hoặc là xay thành bột. Thì mình sẽ chỉnh cho nó cái dạng là xay thành hột lựu nha. Thì rau tuy tô này các bạn có thể tước ra bỏ lên đây nè. Đó. Các bạn tước ra xong rồi bỏ vô cái máy xay sinh tố, các bạn xay ra. Đó. Các bạn có máy xay sinh tố thì các bạn có thể tước ra cái lá này, các bạn dò nhuyễn ra, bỏ vô cái đồ ăn các bạn nấu. Đó. Khoảng gì nè các bạn, đó, bỏ vô cái hũ nha. Các bạn, mình đã chuẩn bị một cái hũ nè, mình bỏ vô đây, xong mình bỏ vô cái hũ mình ăn dần dần á. Đây. Đó, được vô đây nè. Rồi sẵn tiện đây mình đang nấu cà tím với lại đậu hũ với lại cà chua, thì mình sẽ đem vô trong nhà mình cho các bạn xem nha. Mình chia sẻ cho các bạn luôn, mình nấu một nồi cà tím với lại đậu hũ với lại cà chua. Thì cà tím là nấu với đậu hũ thường thường là đi đôi thôi với lại rau tuy tô nha. Thì cái này là cái rau tuy tô của mình đã xay xong nè các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái màu tím tím á, mình bỏ vô hũ này. Đó. À, nếu mà các bạn mà không có thích xay ra thì các bạn có thể để nguyên cái lá vô bên trong, các bạn ngâm nước đó, xong rồi các bạn sắc ra. Rồi trường hợp này thì mình muốn xay ra cho nó dễ chín không, thì sau khi mình nấu xong rồi mình rắc cái này lên. Đó. Còn có một số các bạn mà không thích ăn thì các bạn để riêng ra. Đó, để vậy nè. Rắc lên vậy đó, bỏ chừng khoảng 1-2 muỗng thôi. Đó, vậy nè. Nếu mà các bạn không thích á, có một số người trong gia đình các bạn không thích á, thì mình bỏ vô cái đĩa xong rồi mình rắc cái bột này lên thì ăn cũng giống như là loại rau tuy tô còn tươi á. Tại vì bên trong cái rau khô này nè, bên trong nó còn cái tinh tinh dầu các bạn, cho nên nó thơm, rất là thơm.
Đó. Bây giờ mình có thể bỏ vô cái đĩa đó mình ăn riêng á, nếu mà có ai mà trong gia đình không thích ăn rau tí tô á thì mình bỏ vô cái đĩa mình rắc bột lên. Bỏ riêng vô một cái tô nhỏ là mình ăn riêng á, tại vì nếu mà trong gia đình á mà không ai thích cái mùi tí tô á thì mình bỏ vô cái tô riêng. Thì những người khác người ta có thể ăn trong cái nồi này. Bây giờ mình bỏ vào đây. Mình chia sẻ này cho các bạn xem để biết cách sử dụng rau tí tô khô. Thì có một số bạn nói là dùng bằng cách nào, thì các bạn có thể dùng để nguyên cái lá vô, cắt mỏng ra, ngâm nước xong rồi các bạn cắt mỏng ra. Còn các bạn có thể xay ra rồi sắc nhuyễn lên đây. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ cái bột tí tô lên nha. Đây, bây giờ mình rắc lên nha, mình sẽ bóc ra khoảng vài nắm thôi. Rắc lên vậy nè. Đó, thì chút nữa nó tan ra hết luôn. Rất là thơm nha. Mùi rất là thơm. Cũng giống như là các bạn ăn rau tí tô sống á. Mùi rất là thơm. Rồi tiện đây mình chia sẻ cho các bạn luôn. Cái này là tí tô khô nè, còn cái này là bạc hà khô nè các bạn. Còn đây là húng quế nè. Đó, húng quế bữa mình năm ngoái mình làm tới đây nè, mình xài gần hết rồi. Húng quế này mình xài ăn với lại phở á. Và cái này cũng vậy. Đó, các bạn có thể xài loại nào cũng được. Đó, các bạn thấy không? Một chút nữa mình. Rồi, các bạn thấy nào, cái màu nào? Cái màu tí tô nó màu đỏ đỏ, đỏ đỏ đó. Tím tím. Nó khác nha. Cái này là bạc hà nè. Còn này là húng quế nè. Đó. Các bạn có thể xay xong ra các bạn có thể ăn ăn và sử dụng cách ít nhất là khoảng 3 đến 6 tháng á. Ok các bạn, nãy các bạn thấy mình bỏ rau tí tô khô á, mình bỏ vô cái nồi nồi cà cà tím với lại đậu hũ á. Thấy nó rất là tiện nghi ha. Cái bột của mình rắc lên trên đó, rất là dễ dễ ăn và dễ sử dụng. Các bạn có thể dùng cho gì gọi là gì? Rau bún riêu. Các bạn có thể dùng cho rau bún riêu luôn nha. Thì tại vì mình ở bên Mỹ á, cho nên cái thời tiết á, nó không có thuận tiện á, cho nên mình phải làm loại khô cho nó dễ dùng. Thì bữa nay á, mình bây giờ mình tiếp tục mình làm thêm cái phần còn lại nha. Bữa nay gió thổi quá trời luôn. Khi các bạn xay á, các bạn để cái số lớn nha, cái số mà gọi là xay cái hột lựu á, đây nè, gọi là gì? Dice chop, đây chót nè, coi bây giờ cái loại mà sắt nhỏ nha, loại hột lựu á, đó, mình nhấn cái nút này nè, đó, cho các bạn xem. Rồi, đừng có xay nhuyễn nha các bạn, xay quá nhuyễn không tốt. Đây nè, đó, giờ mình bỏ vô cái hũ này mình ăn dần dần. Đây, bỏ vô hũ mình ăn dần dần đúng không? Rất là ngon nha, thơm nữa. Wow, đầy luôn rồi các bạn. Đó, mình được như đây nè. Ok các bạn, nãy mình cho các bạn xem sử dụng cái rau tí tô khô cho cái bộ ăn cà tím nấu lại cà và cà chua. Thì các bạn có thể dùng tí tô khô á, cho bún riêu cũng được nữa. Nhưng mà các bạn không có cần phải để lâu nha. Nếu mà còn các bạn mà còn để cái lá còn nguyên cái lá đó thì các bạn phải nấu lâu hơn chút. Còn các bạn xay đang vậy nè thì các bạn bỏ vô khoảng 15 phút sau các bạn có thể ăn được rồi. Tại vì cái mùi đó nó bay ra lại chất tinh dầu nó vẫn còn nằm trong đó cho nên rất là thơm. Ok, Chi Lê xin chấm dứt video mình ở đây. Mình hy vọng các bạn thích cái video này. Và các bạn thấy video này hữu ích đó, các bạn hãy chia sẻ, nhấn nút like và ủng hộ kênh của Chi Lê nhé. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video hấp dẫn kế tiếp. Chi Lê TV, bye bye.